dầu gết, năng lượng xanh lành, thêm cân bằng cuộc sống. Vế dầu. Theo chị em. Ôi, nghe một cái ạch luôn. Ôi, nghe một cái ạch luôn. Thôi mà. Hiếu ơi. Trời ơi là trời. Giảng giảng luôn. Gãy bàn luôn, gãy bàn luôn. Lấy được chưa? Chị không có kẹo rồi. Lấy cho Hiếu đi. Hiếu. Ở dưới đất kìa. Bỏ chưa? Có, anh có chưa? Ừ, có rồi. Có cây là được rồi hả? Hai cây, ở 10 cây. Trời ơi, tôi chưa có. Giờ đạp luôn Giang. Đạp luôn Giang ơi. Anh Giang là cứu dạ. Anh Giang là cứu dạ. Anh Giang bớt nước đi. Đạp lên đến rồi. Đạp lên. Đạp xuống. Đạp lên, đạp lên, đạp lên Giang ơi. Đạp lên, đạp lên ơi. Dạp xuống đỏ. Đỏ ta đạp vô vô nhượng của. Cố ra đi. Em uống nước thì đợi thế thôi. Em uống nước thì đợi thế. Trời ơi cứu mạng cơ hội vàng nào. Cơ hội vàng nào không phải của mình á, của người ta tự nhiên đọc của mình chi. Đừng mà anh không có gì hết. Như mà anh tới lấy nước lại chứng anh. Lấy nước lại chứng anh. Anh khai ra. Cái gì cũng vậy. Tới coi nè. Nhanh lên nha. Luôn. Yeah. Tránh ra đi, phải đợi tôi đâu. Ây da, đợi tôi rồi. Đây. Ủa, bên đây chị ơi. Em ơi, chị không, chị kiếm em về. Ủa, nhưng mà sao không mở ra đi. Chào mừng các bạn đến với thử thách đầu tiên. Chiến thắng thử thách này, các bạn sẽ có được 2 miếng dán cho vòng xoay may mắn. Bên cạnh đó, đội thắng cũng nhận được một bữa ăn trưa ngon miệng với các đặc sản Phú Yên. Yeah, lên chơi. Yeah. Thử thách đầu tiên với tên gọi Người bạn chung sức. Đây là vạch xuất phát và quãng đường để di chuyển đến đích, nơi có cắm các cây cờ hiệu của chương trình. Các đội sẽ chơi theo hình thức đối kháng. Mỗi cặp đôi sẽ bị cột chân lại với nhau để cùng di chuyển và lấy cờ đem về và xuất phát. Đội nào lấy được cờ trước thì giành được 1 điểm tương ứng. Sẽ có các chướng ngại vật xuất hiện bất ngờ trên đường đi. Sau 4 lượt đấu, đội nào mang cờ về nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Ok. Để giúp cho các bạn có thêm năng lượng xanh lành, mời các bạn dùng sữa chua uống từ thực vật Vejo. Wow! Tuyệt vời! Đây, tôi hỗ trợ cho. Đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách đầu tiên của chương trình. Dạ. Ok. Lượt đầu tiên, đội bên tôi sẽ cử con ngựa chiến Ngô Kiến Huy và nai ngựa Ngọc Phước. Wow. Nai ngựa nào? Đội bên em sẽ cử Thuôn Luôn Lăng Hề. Đúng. Lê Dương Lâm. Thuôn Luôn Lăng Hề, Lê Dương Bảo Lâm. Hà Mã Lăng Mẫu, Minh Tú. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cố lên. Bảo Lâm, Minh Tú. Yeah.
chúng mình có nhau. Yeah. Yeah. Gặp Phước Thành Dương, chúng mình sẽ thua. Sẽ thua. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là em, theo chị em. Ủa gì vậy? Nghe một cái ạch luôn. Ủa gì vậy? Đâu có tình người quýnh luôn tao rồi. Giải đồ muốn giải rồi tao. Giải đồ rồi. Giải đồ rồi. Cái gì vậy? Đi đi, đi chưa được 5 mét thôi. Trời ơi. Chạy đi. Rồi. Đi đi. Đâu đi. Đâu rồi. Chạy ra đây Tú ơi. Chạy đi. Hai người đứng lên chạy đi. Mù rồi. Chạy. Đứng rồi, đứng rồi. Kẻ, có lắm, có lắm. Đâu đâu. Đây, đây, đây. Có lắm, đi lắm. Chỗ lại, chỗ lại. Rồi, anh Lâm đi rồi, Lâm ơi. Lấy cờ, Lâm ơi. Đi, anh làm cái này cầm đi. Đứng lên, đứng rồi. Đi. Lấy cờ không? Khoan cờ người ta đây, có chừng lấy cờ người ta về. Trời ơi. 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 Chúc mừng đội của Dương Lâm, Minh Tú đã giành được 1 điểm. Yeah! Quy ơi Quy, hồi nãy cơ hội thắng không chịu thắng. Coi áo cho người quá trời luôn. Tụi em, tức sức dùng lực sợ. Kẹt rồi. Đội tôi là tôi với Dạ thách đấu với này ạ. À, hai chứ Hiếu. Trời ơi, quá đơn giản. Tôi muốn bắt tay nhau luôn với Hiếu. Ở lượt thứ hai sẽ có một mẹt bột trên đường đi, trong đó sẽ có các cây kẹo mút. Các thành viên phải dùng mặt để tìm và ngậm được một cây kẹo mút. Có được kẹo mút, các bạn mới được tiếp tục hành trình lấy cờ về. Ok, mỗi thành viên một cây. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi, đi từ từ thôi. Ủa gì vậy? Chưa gì nắm tay nắm chân rồi. Nè, tôi ghe được. No, không có tôi ghe được. Thấy không hợp nhau lắm ha. Nhận đầu mà Dạ xuống. Hiếu. Nhận đầu Dạ, đúng rồi, Nhã thích Dạ thích nhận đầu. Dạ. Thôi mà. Hiếu ơi. Trời ơi là trời. Nhận Dạ luôn. Gãy vàng luôn, gãy vàng luôn. Có chưa? Không có, anh có chưa? Có rồi. Có 1 cây là được hả? 2 cây, có 10 cây. Trời ơi, tôi chưa có. Lấy cái mặt, lấy cái mặt. Đi, đi, đi. 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 Chạy lẹ lên. Lẹ lẹ là nhảy ra, ta nhảy chưa? Lẹ lẹ là nhảy ra, ta nhảy chưa? Nhanh lên. Đứa bé có sao không? Trời ơi! Dạ nuốt luôn cái kẹo rồi, nuốt cái kẹo rồi. Em bị Dạ yếu quá. Phải, anh nãy bị nhận đầu á, đứa nào nhận đầu em á. Ai nhận đầu em? Hiếu thứ hai với anh. Tại sao nhận đầu chị Dạ? Trời Hiếu ơi! Trời ổn không? Gì ổn mệt quá. Gì mặt gì? Tự nhiên cái có ở ngoài bà ngoại.
Ở lượt đấu thứ 3 này, mỗi cặp đôi các bạn phải dùng cơ thể, không được dùng tay để làm bể 3 quả bóng. Sau đó mới được di chuyển đi lấy cờ. Rồi, chơi, ráng lên nha. Ráng. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhất Buka ơi, đạp vô xương chậu đi Kali. Trời ơi, anh chào hèm em. Ây da, tay tôi. Con chân này của em. Ây da. Ây da, trời, em cứu tôi. Trời, chạy đi, chạy. Chạy đi, chạy. Chạy đi em ơi, chạy đi. Chạy đi em ơi. Như vậy là đội của Chris Fang và Buka đã giành chiến thắng ở lượt đấu thứ 3 này. Thật quá. Ở lượt đấu cuối cùng, tất cả thành viên của hai đội đều tham gia thi đấu. Có tổng cộng 3 cây cờ ở vạch đích tương ứng với 3 điểm, nên đây là cơ hội cho đội đang thua lật ngược tình thế. Nếu kết quả là hòa, chúng ta sẽ cùng bước vào hiệp phụ để phân thắng bại. Dễ gì? Chúng tôi sẽ không để hiệp phụ xảy ra. Không bao giờ hiệp phụ. Không mấy thắng luôn đi, đỡ mất sức đi. Chưa chơi đã chịu thua rồi. Đúng rồi. Ý chí thấp. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Bắt đầu. Nhảy luôn đi. Không phải nhảy dài. Đúng lắm nha. Từ từ em lướt rồi. Chạy em. Một con. Rồi tiếp. Một con. Ủa còn cây đâu? Qua bên đó. Được. Đừng cho tao lấy vậy. Qua bên đó. Mỗi đội cầm một cây cờ. Ai?
gì vậy Lâm? Mơ. Xong rồi. Thắng chưa? Sao tụi mình bị giật hoài vậy? Sao lại nó đút hoài vậy? Về em ơi. Đi anh ơi. Tôi thấy cặp tôi hôm nay bị đè nén bởi cái sức vô dụng, cái sự vô nghĩa của Ngọc Phước và Lê Đình Dương. Trời ơi, chị thấy chưa? Thấy chưa? Nó nuốt luôn cái Jenny mini phải của em nè. Phải xé cái áo của em. Trời ơi, con thùng luôn. Ủa, tụi em là bị cái cặp con thùng luôn kia kìa. Anh ơi, anh phải hiểu cảm giác mình cái thùng luôn nó cặp đầu, cặp cổ. Thì nó móc lên, móc xuống. Trời ơi, em cũng bị móc mà. Móc chí mạng luôn á. Ai móc em? Chị Dạ đó. Để em rồi. Để em rồi. Dấu tay không có cái ADN nào của em ở trên bàn tay tôi hết. Em đừng nói vậy. Hồi nãy là lúc mà lấy bột, lấy kẹo á, là em làm gì nè. Đó. Tại vì chị cúi sẵn rồi, em giữ cho chị thôi. Tôi đi cặp với Hiếu mà. Dạ, Hiểu ơi. Trời ơi. Hiểu. 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 Máy quay đã ghi lại hết rồi, không có chối được. Đúng rồi. Tổng kết sau 4 lượt đấu, đội Trường Giang, Lâm Vị Dạ, Kiều Minh Tuấn, Kali, Ngô Kiến Huy và Ngọc Phước giành được 2 cây cờ. Đội của Dương Lâm, Minh Tú, Hiếu Thứ Hai, Nam Thư, Buka và Chris Phan giành được 4 cây cờ. Đúng là tình bạn. Và là khi chúng ta biết quan tâm và nhiều không tính toán. Cái hát dở dữ vậy ta. Bình thường nghe mình Lâm hát ở bờ rồi bên đây Lâm kết hợp với Buka nữa. Cả đáp mệt. Như vậy đội thắng sẽ nhận được 2 mảnh ghép may mắn cùng bữa trưa ngon miệng. Còn đội thua thì chúng ta sẽ có một cái bữa ăn khiêm tốn hơn một chút. Bây giờ xin mời các bạn di chuyển sang Lumiere Bistro và Cà Phê tại LFV Đông Tác. Vẫn có ăn. Vẫn có ăn là được. Bữa là người ta ăn bún chả cá là phải đeo ăn bún nước tương. Đi ăn thôi. Vậy là đội mình sẽ có chơi thêm. Tại vì thiếu 2 người mình sẽ chơi thêm. Đã tuổi già sức yếu mà còn chơi thêm nữa. Đúng vậy. Nhưng mà 2 người kia đâu mất tiêu luôn rồi. Ủa sao rồi họ có được chơi gì? Hỏi là nhưng mà bạn tụi em đâu rồi. Nhưng mà thiếu họ cảm thấy vui không? Vui. Vậy thì kệ họ. Kệ họ loại khỏi chương trình đi. Nói chung là tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn. Thực ra đồng đội của các bạn thì cũng ở lòng vòng đây thôi. Các bạn có nhìn thấy cái đảo ở phía xa kia không ạ? Thấy chưa? Trời ơi. Em nói là bị đưa ra đảo mà. Ở đó được gọi là cù lao mái nhà và đồng đội các bạn sẽ phải mưu sinh ở bên đó. Trời ơi. Vậy thì lát mình ra chỉ còn lại một cây nắm xôi phải làm xôi cho mình chứ. Đúng rồi, đói. Bây giờ tôi mời hai đội cử ra cặp chơi đầu tiên đi ạ. Xin mời hai cặp đầu tiên vô giữa và tự bỏ bóng vào. Thôi để cho chúng tôi tự làm đi. Để đi các em ơi. Hỏi nhiều quá đấy tụt quần. Được thì thôi chị ao khỏi chương trình đi. Được thì thôi chị ao khỏi chương trình đi. Chị thì chị bàn ra trong cô ghét mấy bước bàn ra kia. Em một hồi mà mất chị là chị bớt lên chết luôn á thà lầm. Nói nghe nè, ai dồn giùm em hai cái đít ngoài sao ơi. Dồn giùm em hai cái đít ngoài sao coi chứ để. Để nó bị ngoài sao lép quá nè. Ủa đít ngắt luôn rồi. Đúng rồi nè, hỏng ở đây nè. Tuột mấy ơi sao tuột. Ơi tuột quá à. Trời ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Xong. 3, 2, 1, bắt đầu. Đủ rồi. Giống Kiều Minh Tuấn ơi, để em thử. Cái gì để anh. Kiều Minh Tuấn. Ơi. Nhào vô đi. Đủ rồi. Người ta còn có 2 con Jennifer nữa, cần cao lắm. Cần cao lắm. Bóp liền gì. Vô, anh vô. Vô gì. Vô lại là tay nào tay cãi. Tay này tay gì, tay gì. Trời ơi. Lâm ơi. Kéo quần lên.
Anh Lâm ơi, nhìn anh sồ sề quá. Em đi sao lên tôi ơi. Tân trang lại đi. Sắp lá cà đi tôi ơi. Sắp lá cà đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tới đúng rồi. Dữ vậy. Tới đâu tôi ơi. Làm xong kìa. Đủ tốt kìa. Làm xong tôi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Để tôi ngừng thôi. Trời ơi, ướt nhẹp rồi. Bỏ bỏ con chị đi đi. Còn chiếc đồng gói gì đi kìa. Bình. Ây da. Đồng gói chị đi kìa. Ây da. Là quý quái. Chạy quá. Chạy. Chạy vô lại. Chạy đi con. Chạy vô lại. Chạy đi kìa đi. Chạy vô lại. Chạy đi kìa đi. Chạy vô lại. Chạy con. Chạy đi. Hay quá. Chạy đi kìa đi. Chạy vô lại. Chạy con. Chạy đi. Hay quá. Hay quá. Kéo lên lại. Kéo lên lại. Bình tĩnh. Kéo vô lại em đâu. Ba hay quá. Kéo lên lại. Kéo lên lại. Bình tĩnh. Kéo vô lại em đâu. Trời ơi, anh nói đi. Chạy đi. Tú ơi, chỉ cần chạy cho hết giờ là được. Đâu, mang giày vô. Tôi bớt thì tôi không đỡ chuyện nha. Chạy đi. Rồi, mang giày vô. Tú ơi. Chị đi sắp hết rồi đó, còn có 5 trái chân à. Trời ơi, không được, ai nha. Trời ơi, bớt hết rồi kìa, sao đánh dở vậy. Ôi. Bóp, nhảy qua bóp bấm kìa. Có chuyện ra khỏi vòng rồi cô. Đúng rồi, chết rồi. Trời ơi, cắn luôn rồi. Ba, hai, một, hết giờ. Hết giờ. Trời ơi, Tú cắn em. Trời ơi. Cắn này chị rồi, chết rồi. Trời ơi, cắn luôn rồi. Càng nhiều càng tốt. Đi ra đếm cái đi ơi. Dạ ơi, đếm dùm hai ly vậy. Còn gì đâu mà đếm. Còn chứ. 1 nè. 3 4 18. Lấy chưa. Trời ơi, con nào còn hai trái này. 10, 11. Rồi như vậy đội thắng là đội của Dương Lâm, Minh Tú. Yeah. Quá hay Lâm ơi. Quá hay. Đừng có làm hề, hết mình. Không có hề dưới đây không hết. Không có hề dưới đây á. Thắng là vui nhất. Đúng. Rồi xin mời cặp đôi tiếp theo đi ạ. Rồi. Tôi. Tôi. Thôi. Rồi, chơi. Rồi, vô. 3, 2, 1, bắt đầu. Xí đi, tôi thấy không công bằng. Chị giả tới gúng vậy sao chơi. Trời vậy em thương em vườn anh chị. Em xin đua coi. Trời ơi. Trời ơi, bỏ quạt xong ở nhà đi. La, bảo vệ chúng ta. La. Nhanh luôn. Dạ. Nhanh luôn. Bẻ tay. Quyết, bảo vệ chị Mu. Dạ. Giật bà dạ xuống. Dạ, Mu bỏ. Cố lên. Mu, đúng rồi. Dạ ơi, tán vô mặt Bu luôn dạ. Nắm đầu cái dạ ơi. Anh Giang đi. Chụp cái dạ anh Giang. Rước pha mạnh mẽ lên. Rồi, giật anh Giang đi. Cái tay em chụp. Trời ơi, chụp này quá nhỏ rồi. Hay quá anh Giang ơi. Hay quá anh Giang ơi. Trời ơi, chụp này quá ơi. Anh Giang ơi, anh Giang còn lại nha. Con gái đợi đạp luôn nha. Đạp luôn Giang ơi. Anh Giang là cứu dạ. Anh Giang là cứu dạ. Đạp lên đến rồi. Đạp lên. Đạp xuống. Đạp lên. Dạp xuống cỏ. Trời ơi, đạp vô vườn búa. Dạ ơi, tập trung vô búa ca đi. Dạ, tập trung vô búa ca đi dạ.
ca nắm đỡ. Đúng không? Con ca đó dạ. Con ca. Con ca đúng rồi dạ. Con ca đó dạ. Con ca đó dạ. Con ca đó dạ. Con ca đó dạ. Anh Giang bóp con ca. Ai dạ. Bóp con ca. Bóp con ca đi. Bóp con ca. 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 Anh Giang. Mày. Mày. Ngại bóp đâu. Anh đá đi anh. Anh tụt quần ra được rồi. Anh ơi bóp. Ủa, anh ngại mà anh đạp vô người bu ca. Ừ, anh ngại quá anh đạp vô người luôn. Con bể gì dạ. Trời ơi. Ôi, đôi, cười, dạ. Dạ. Đi rồi. Bu ca ơi, tha cho anh đi mà, anh có gia đình rồi. Dạ. Chuyện nhiều quá. Dạ ơi, tha cho anh đi, để em thế vô. Để tôi kiểm tra coi còn cháy nào không. Trời ơi. Lộn quá anh ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh nha. Chị bu. Lít ơi! Lít ơi! Xéo cái chả vào đi! Cái gì vậy? Anh Giang lại bóp con ca đi anh Giang! Giết ngồi vậy đi cưng! Ngồi anh vậy! Anh vậy anh Giang! Không ngồi nữa! Ngồi vậy! Không ngồi vậy nữa! Ngồi vậy! Bỏ hai tay ra luôn đi bu! Đúng rồi! Cái tay em chụp! Quá dạ luôn. Trời ơi. Giảm xuống cỏ. Trời ơi tao đạp vô vô nhược. Anh Giang. Trời ơi tao đạp vô con ca. Con ngồi vậy đó. Ôi. Ngồi vậy. Trời ơi. Lộn quá anh ơi. Lộn quá anh ơi. Còn 30 giây. Còn 30 giây thôi nha. Anh không ngồi vậy đâu. Ngồi. Ngồi. Ba, hai, một, hết giờ. Trời ơi, quýnh luôn rồi. Trời ơi, quýnh ca. Thôi mà, đừng quýnh người. Sao quýnh người ta? Trời ơi. Trời ơi. Tại vì em bóp tôi. Quýnh không còn một trái nào luôn hả? Đó. Vậy mà kêu chơi vui thôi. Chơi vui thôi. Hay quá. Tụi em đếm với. Một. Một thao thôi chị. Hai. Mua rồi. Cẩn thận. Thấy chưa? Bảo vệ quá thôi. Hà thiếu hết mình danh nha. Chúng tôi dưới bốn. Năm. Ủa, sao ở quần chúng luôn rồi? 6 7 8 25 26 26 7 16 Thôi có 10 trái à? Không. Và như vậy là ở lượt chơi này, Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ thắng cuộc mang đến tỷ số 1 đều. Yeah. Yeah. Giỏi quá, giỏi quá. Quá luôn á. Xuất sắc. Tức cái gì? Tức quá à. Tôi thấy em nương, em sợ em vậy nè. Em thấy chị bu ca, em đánh đè da cho rồi ấy. Chơi mà chơi nương quá. Khoan xí, sợ mẹ già là sợ ai vậy? Khoan xí, sợ mẹ già là sợ ai vậy? Mẹ nào già? Hai mẹ già. Già. Chứ không nói già vậy. Tôi là chưa bóp bu ca đó, tôi bóp bu ca là chắc sạch. Đúng rồi, ba chị đá và đạp cô thôi. Đạp không quyển bu ca, mấy gõ ghen. Làm sao bằng hồi nãy em đẩy chị Kha Ly văng ra ngoài vòng tròn. Nhưng mà chị nói mới đầu chị kêu là chơi vui thôi chứ. Mà cuối cùng chị nhẹ đầu chị em. Ủa em có vui không? Hai đứa mà đè một mình chị là vui hay không vui? Nhưng mà chị già nhớ là bu ca đang đầu thai kỳ cũng phải nhẹ nhàng với người ta chứ. Đúng rồi. Chị đẻ ba con rồi. Khoan. Là già của hai đứa con trai mà Lâm đứa ba. Ủa? Khó ít chắc tính luôn anh Đạt á. Lượt cuối cùng xin mời mỗi đội cử ra hai cặp để thi đấu. Vậy vậy vậy. Bây giờ còn một lượt cuối đúng không? Thì mấy cặp? Hai cặp luôn hả? Hai cặp, mỗi bên hai cặp. Wow, đó lên đó, Minh Tú là Minh Tú với lại Lê Như Bảo Lâm lên. Trời ơi, có gì mà con Nhung thôi mà mất đồng đội chán ghê gì á. Ham ăn hấp uống. Nhung gì? Con Nhung với trứng đó. Rồi bên đó là bốn người.
vì miếng ăn mà bỏ rơi anh em. Đúng rồi. Bốn người này phải chơi lại thôi bởi vì họ chỉ còn có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi tụi bên thì có một cặp được nghỉ. Rồi chúng tôi là tụi mới chơi và Rip mới chơi và sức yếu của Rip thì không thể nào chơi được cái trò này nữa. Đúng. Là... chỉ có mặt cọc cũng như là hả thuần luôn làng hề Lê Vũ Lâm làm thôi. Thân dài đồ đẹp không có lại cũng đâu có làng mẫu đâu mới chơi được trận này thôi. Rồi nói vậy xin mời cặp của Dương Lâm Minh Tú và cặp của Hiếu thứ hai Nam Thư các bạn tiến vào. Rồi. Vô. Rồi. Rồi chưa bóng à. Quân để bóng chưa. Trời ơi, nóng, nóng sao vậy? Ê, nóng sao vậy? Cái bóng nóng sao vậy? Nóng. Anh Thoại gì mà ú ao ú ớ vậy? Nhét cái đít anh chưa? Cái đít đi. Rồi rồi. Thực ra là trong cuộc sống này á, ai cũng có mục tiêu được phấn đấu. Và Lâm bây giờ mục tiêu hiện tại là tiễn Hiếu thai một đoạn đường. Dạ, cơ hội đã đến rồi. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Chiến thần phải lai đâu. Chị sao nãy chưa hiếp đầu tôi đúng không? Không hề. Kiếm qua 60 người nè. Sao giờ mấy anh sao? Anh làm xúc cái quay dây quần rồi kìa. Giống mấy bà trong thẩm mỹ viện rồi ha. Giờ Hiếu. Anh Giang là thương Hiếu nhất cho nên Hiếu tấn công anh Giang đi. Ôi kìa vậy. Đừng tấn công người khác được. Tôi vui. Để anh tấn công anh. Anh tấn. Ôi trời ơi. Anh tấn trứng kìa. Ủa cái bóng của mày. Cố lên. Ủa, đồng đội hả? Cố lên. Dùng xuống đất rồi, đúng là bả hả? Bả dạy cho tôi. Ủa, đau thầy quá, đau gì anh sợ? Đây, anh chụp đầu quá rồi. Đúng rồi, cái gì? Cái gì? Sao không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu? Đâu? Đâu?
Để em trước. Một trái. Đâu? 20. 21. Ok. Ai vậy biết sao không? 21. Tôi lấy bóng nhỏ tôi đến được nhiều. 1. 2. 3. Tôi cậu bể, tao đang tập trung. Rồi, 26 hết. 26. Sau 3 lượt chơi, xin chúc mừng đội của Dương Lâm, Chris Phan, Hiếu Thứ Hai, Nam Thư, Buka, Minh Tú đã giành thêm được 2 miếng dán vòng xoay. Yeah. Minh Tú đá thẳng vào mặt em một cái chí mạng. Đúng rồi, đá bằng hai luôn hả? Trời ơi, lên rồi. Rồi, Hiếu Thứ Hai đưa cái cùi chỏ thẳng vô mắt em luôn. Trời ơi, đổi quân nữa chứ. Trời ơi. Bóp bóng mà bóp lộn chỗ khác. Trời ơi. Em chưa có chồng, bây giờ em khổ. Ê, vậy thì em vui chứ sao? Với lại thêm một chuyện đó đặc biệt là chị Kali bị ảo tưởng. Chị hết bóng rồi mà chị nói tôi còn. Sao mà làm sao? Rồi chị vũ ra không có, chị dùng tự ra khỏi vòng. Chị bị ảo tưởng. Bà Hiếu Thứ Hai sao bẻ tay lội luôn. Hiếu bạo lực quá. Hiếu nắm đầu em nữa. Nhưng mà
thấy cái người mà chơi hết mình và tội nhất là chị Năm Thương của tôi, nhìn chỉ như cái nùi dẻ vậy. Trời ơi. Rồi. Chị Kali đã xé rách áo tôi rồi. Ủa? Có luôn hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chị có thù cá nhân đúng không? Trời ơi. Kali ghét giận dữ như mày đó. Chị không hề xé áo em luôn á. Chị chứ ai? Là chị hết á. Hệ thống qua quay chị lại. Chị cầm một cái ngay cái mẹt à. Dạ xin mời ba. Mà sao em chơi trò chơi mà giống như đánh ghê vậy? Đúng rồi. Giờ hỏi con chân thành là gia đình ok không? Ok. Ok. Điều đặc biệt ở đây là bộ đề số 2 của đội Khánh Vân sẽ có một đạo cụ khác thường. Con chúa tể Jennifer á. Là con này nó xui, con xui hơn con này. Xui con này cái mỏ nó nhỏ ghê vậy đó. Hình phạt dành cho đội thua cuộc ngày hôm qua. Đáng lẽ ra các bạn phải ngủ ngoài hành lang nhưng đã tự ý chuyển vào phòng ngủ dành cho đội thắng. Cho nên, hôm nay các bạn phải đeo Jennifer này. Trời ơi, ngủ có một giấc. Ba anh em tay trắng. Để cho chị đeo đi, để cho chị đeo đi. Hiểu ơi. Ủa em. Hiểu ơi. Ủa em. Ê, có nghe nè. Bây giờ tụi mình đã đeo hết rồi. Đúng, khách nhân chưa đeo. Người ta tới với mình để làm cái gì? Đúng rồi, yêu mến chương trình. Để phụ giúp. Em xin phép được đổi đội. Ôi, dân dân em phải về thì đây bên anh ta nói là tình xưa chuyện tình mà bao năm qua em gói game thành kỷ niệm. Nó bự đó làm sao mà nó cản trở con bé chạy đó. Em thấy nó ok. Cản ta đi. Sao chị ghen? Không. Chiến thuật của ta. Anh ai? Ai vậy ý kiến hả? Em đã sai lầm khi về đội này rồi. Thôi. Em buồn quá. Em ơi, đây là một vinh dự á. Chưa có khách mời nào đeo đâu. Đội bên kia, Khánh Vân đã lấy cái đầu gù đẹp nhất rồi, độc đáo nhất rồi. Thì đội bên mình, Tú ơi còn chờ gì nữa. Trời ơi, đó. Và nó nặng nhất. Sao nó thương em? Thôi đưa em đi, cũng đi. Thôi đi. Thôi đừng có đưa em mà, đừng có đưa em. Thôi mà. Thôi mấy cái tôi cản trở em. Đừng có đưa cái em. Dai đã gãi rồi mà cũng khoái đeo. Không có em thích giả lộn. Đưa ai đưa này cho em đi. Đưa lưu cho chị. Đưa lưu cho chị. Có gì đó. Em ơi, ở nhà em biết mặc áo không Vân? Hay là ai mặc giùm em vậy? Ồ, sai ha. Em ơi, cái nào cho chó đi em. Ây da, trời ơi, ai mạnh bạo vậy? Vậy có bình nước ai, ai cầm? Xém nữa anh liệu rồi đó. Ê, đợi có hai cái. Một bên thì bệnh, một bên. Ê, cái đó xu quá nha. Hiểu ơi, em phải đeo cái này đi. Em đeo cái này hả? Chân em dài mà. Cái này đi. Ở đây ai cũng già, em trẻ nhất, em đeo đi cưng. Vậy cái bình nước này ai ai cầm? Rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi. Dạ đi. Vàm nào cơ? Vàm à, đây là cái tên địa danh là những cái ở An Giang. Còn thuộc tỉnh cơ hội là cái gì? Thuộc tỉnh An Giang. Có hội ta, có hội, có hội. Dưa bò. Đua, đua bò. Đua bò. Tạm cảm, cảm, cảm. Gấp chữ. Ủa mình ráp chị. Cái chuyện người ta mình ráp chị. Ừ ha. Mình đi tìm của bên kia mà. Cá kho băm anh. Cá kho băm anh. Bị cái gì vậy? Quên cái miệng nó lớn quá. Châu Đốc nổi tiếng. Mắm này là không đoán được rồi đó. Kho núi xa nổi tiếng. Cá kho sạch bấm bấm. Được rồi, bây giờ của mình đọc mình còn không biết. Ừ, mình đọc không biết, cái này khó nha. Con này là gì nè? Châu Đốc nổi tiếng mắm kho, núi xa nổi tiếng, cá kho bấm xoài. Bấm xoài. Là cái này một câu nói về cái đặc sản của Châu Đốc. Ừ.
Thường có qua dao đâu, có nguồn đi, không mặc đi. Ai chào hết trơn. Cái người phải ăn quý. Giang được gọi là... Khò mắm. Khò mắm. Khò mắm. Cái đồ mình định quá ha. Trên giai điều, anh Giang phải là anh Giang thôi. Đúng. Nhiều khi ảnh, ảnh nhiều khi ảnh quên anh Giang đúng không? Dán, dán ngược cho anh đi, dán ngược đầu cho anh đi. Vậy đi ha, chứ giờ không đủ chỗ, tiếc quá. Chứ mình cũng muốn làm đàng hoàng lắm chứ bộ. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Chọc. Mình gặp ai là tuyệt rồi đó. Bây giờ làm gì? Mình đi chung hả? Tự nhiên hỏi hả? Mình dính nhau mà. Cái cây này đi. Cây okay. Nhưng mà mình phải biết. Đúng rồi, bây giờ mình không đi kiếm. Nó trên núi rồi. Ờ, nhưng mà đội kia nằm đâu hả? Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối. Đi. Cao thật cao, không tay dịnh. Em đi qua chiếc cầu rung rinh, dòng nước lung linh soi bóng anh. Anh vừa muốn anh em mình trên cây để gãy không? Không, cái xe này chắc lắm mừng à. Ê, nguy hiểm nè. Ê, cái gì vậy? Ê. Trời ơi, anh Lâm dắt em vô con đường gì vậy anh Lâm? Em sợ gặp anh Dương Bảo Lâm lắm á. Những cái miệng mà anh là sợ rồi. Hết đường rồi em ơi, đi qua. Đội kia chắc đi. Vân ơi, con đang ở đâu? Về với gia đình nào? Có gì đâu núp xa dữ vậy? Thế mà đội kia nằm đâu ta? Muốn biết đối thủ ở đâu thì đừng có nhìn đối thủ, cứ nhìn camera là biết ha. Ngồi xuống anh em, ngồi xuống. Xuống anh em ở đất phụ tôi đi. Để tôi chơi, tôi trốn, tôi hèn hạ, tôi trốn rồi. Mình chỉ giả vờ làm con mồi. Chị Nguyên đang không được, vô xuống ít úp sọt làm chết. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Nên em mới nói là đừng có lên núi, nếu mà mình lên núi mình dễ bị úp sọt. Mình thấy làm sao lúc nào mình cũng phải có hai đường. Lúc đó mình còn chạy được. Bây giờ là giật nha, là giật đi nha. Giật. Mặt giật liền, ngồi xuống tính. Ok. Bé dân tội nghiệp quá này, sợ nó giật không lận Tú. Tú khỏe. Còn Tú mừng mừng quá, Tú khỏe quá. Tú ngày xưa bên SEA Games mà. Dạ. Ủa? Có không anh? Cho nên là hơn anh khỏe hơn cỡ em á. Khỏe cỡ em đó, Nít Phan hiện tại em đó là yếu nhất. Cho nên em lấy điểm yếu, em đấm một cái vai của Nít Phan giùm cho anh. Trời ác gì anh. Gì đó. Thế em sẽ làm. Còn anh Tuấn là bị cái ruột. Cái ruột. Móc ruột anh. Anh đá vào cái... Hết hồn mày. Hết hồn mày. Cái gì vậy? Em có nói gì đâu. Ngoài sao tôi tưởng là hả? Hảo khấu. Vân ơi, con đang ở đâu? Tấn công thì nghe. Tấn công. Nhưng mà bên trong là xung quanh là có người đó nha. Này đi chơi mà phải đi núp đâu. Không, tụi em bàn chiến thuật coi với núp gì. Em sợ gì anh mà em núp. Anh chấp luôn, đội em cho dù có tìm được chữ rồi anh cũng ráp không thành công đâu. Em chấp anh luôn, cho dù tụi em mở đồ, cởi đồ để cho tụi anh đọc, tụi anh cũng ráp không thành công đâu. À, mày nói tự nạp đạn, ở lộn, nạp mạng. Này mình núp vô đây. Nhưng mà tại sao mày phải núp? Mình yếu nhất phải không? Yếu nhất mình núp vô đây. Anh Tuấn, anh núp mà sao thấy cái nón trắng của anh vậy anh Tuấn? Đi em, chạy đi, chạy đi. Chạy rồi, chạy rồi. Đường Giang đâu? Tôi đây.
Hiên Ngang chào đón. Anh già, tôi nghe nói Cà Mau cách xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi được sao, được sao mà không tới. Về để nói. Ngồi cho giờ luôn nè chứ cái gì đâu. Nói nhau mấy lời. Đó 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 đó. Trời đất ơi. Vô kìa, nó vô kìa. Lấy gần, lấy gần, lấy gần, lấy gần, lấy gần. Lấy gần, lấy gần, lấy gần, lấy gần, lấy gần. Lấy gần, lấy gần. Chào em ơi, chào em ơi. Nhìn đi. Nhìn cũng không biết được đâu. Yes. Lêu lêu. Nhìn cũng không biết được đâu. Yes. Lêu lêu. Hay vậy ta. Chị cho nhìn lại nè. Lêu lêu anh nhìn cũng kiểu bị liệu. Thấy được gì không? Thấy. Gì ạ? Get no question. Nơi rồi á. Nơi rồi. Nơi ấy tìm về bước chân à. Nơi. Ăn nồi, trong nồi, ngồi trong hướng đúng không? Đúng rồi. Tôi thấy nồi nồi gì đó. Ê. 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 Trời ơi, anh dây vô. Từ từ. Đúng mà ăn. Lại lại đây chúng ta. Nào, hãy bỏ vũ khí xuống. Của anh là cái gì? Đây là cái gọi là... Cái đó cái gì? Chọn nước uống. Chọn nước uống đi. Chọn nước uống đi. Được anh. Nước xong. Đúng rồi. Ủa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng quá. Ủa, không được giật. Không được giật. Để coi thôi. Chị không được thôi. Trời ơi. Trời ơi. Gấp gáp quá. Gấp quá. Anh gấp quá. Gấp cảnh lên. Em mới gấp rồi. Mà. Em gấp rồi. Ba đúng rồi. Trời ơi. Cứu nhân độ thế tới rồi. Đúng rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì lắm á nha, dữ lắm á. Mấy con bé, 12 à sớm này. Mày dám nói 13, 8 của tao. Lớp gì lớp 13? Lớp gì quá đây? Lớp 12 à 1. Mình là lớp học giỏi này. Mình là lớp học giỏi 12 à 1. Cái con 9 năm 1 này. Hả? Thầm lớp kia nữa nha. Trời ơi. Thì anh trộn cái mẹ. Sao mày nhắn tin với anh? Hả? Đi đi. Đi Bam, Bam nào? Có thôi vậy đó. Tôi đứt đuôi. Bam nào cơ hội? Bam nào cơ hội là sao? Tôi đâu? Tôi ơi. Hãy uống nước từ đằng khác. Hãy uống nước từ đằng khác. Trời ơi! Trời ơi! Cứu mạng! Cứu mạng! Cơ hội Bàm nào! Cơ hội Bàm nào! Cơ hội Bàm nào! Cơ hội Bàm nào! Không phải của mình á, của người ta, tự nhiên đọc của mình chứ. Đừng! Đừng! Đừng mà! Anh không có gì hết! Nhớ mà! 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 Anh tôi lấy nước lại chứng anh! Lấy nước lại chứng anh! Anh khai ra! Cái gì cũng vậy? Tới coi nè! Tới coi nè! Nhanh lên! Nhanh! Lũ Sam nổi tiếng. Gì vậy? Bán ngoài khó, không khó đọc quá. Không có đọc được cái gì vậy đó. Dưa bò, cái câu gì giấy dưa bò. Rồi bây giờ mình vừa học đi. Giấy quen mà. Lũ Sam nổi tiếng. Lũ Sam nổi. Còn thiếu bốn chữ thôi, bỏ bên hai chữ là được. Tao bụng quá. Hiểu. Là của anh Giang là vừa đòi sang xong. Dưa bò, rồi vừa đòi sang xong có dưa bò luôn. Có dưa bò không? Có. Có dưa bò. Dưa bò. Dưa bò, dưa bò.
Coi cũng không đập được đâu. Coi cũng không đập được đâu. Trời ơi, cái phòng chờ. Phòng chờ của tôi mà tự nhiên vô đây làm gì? Tôi lại bà. Tôi lại bà đúng ơi. Đi ra tủ. Đâu? Đứng đi đâu? Cô. Trời ơi! Cứu em! Trời ơi! Cứu em! Trời ơi! Gửi của anh Mạnh cầm nè. Phạm Lực bắt Rick ơi. Phạm Lực Rick ơi. Rick dò lại anh. Rick dò lại anh. Rớt xuống sông luôn rồi. Trời ơi. Rick ơi. Rick ai cho xe. Ai cho xe. Rick ơi. Cá kho cá kho gì đó. Cá kho. Cái tàu cầm đọc rồi. Cá kho gì đâu. Cá kho băm xoài. Cá kho băm xoài. Châu Đốc nổi tiếng. Châu Đốc nổi tiếng. Châu Đốc nổi tiếng. Châu Đốc nổi tiếng. Cá kho băm xoài. Cá kho băm xoài. Châu Đốc nổi tiếng. 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 Ủa? Thiếu chữ gì? Trời ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, tội nghiệp con em tôi. Trời ơi. Mắm Khang. Mắm kho. Rồi, coi nó băng, coi nó băng. Rồi, coi nó băng, coi nó băng. Ủa? Trời ơi. Của mình là gì? Chưa. Nó quýnh chua quá mình ơi. Tú Sam nổi tiếng mắm kho. Châu Đốc nổi tiếng mắm kho băm xoài. Châu Đốc nổi tiếng mắm xo. Con Tú Sam nổi tiếng cá kho sạch băm xoài. Cá kho băm xoài. Châu Đốc nổi tiếng. Tú Sam nổi tiếng mắm kho. Châu Đốc nổi tiếng cá kho băm xoài. Chính xác. Yeah. Anh quá. Sao vậy? Anh chưa vui em quá. Trời ơi. Anh không nhận em. Ai đó? Các anh chị ơi, để tôi phân tích cho các anh chị nghe. Tự nhiên dưa bò ở đâu đấy? Bên đây tôi phân tích dưa bò không nè. Dưa bò chắc chắn dưa bò. Dưa bò chứ không phải là dưa đò đâu. Dưa bò hả? Dưa bò là cái một cái món ăn ngày Tết á. Dưa bò. Cái này đưa đò sang sông nè. Mấy bạn dở lắm, mấy bạn phải biết cái câu của mình, mấy bạn hiểu là chương trình muốn đề ra được cái gì. Ví dụ như nhìn như vậy nguyên cái câu vậy đề ra là đặc sản An Giang. Thôi anh ơi, đặc thù anh, An Giang phải, tự nhiên đưa ra như vậy là đồ ăn thì sao lẽ họ ba không nói vậy đi. Không, cái này em đồng ý anh Lâm nha. Không phải là thông minh hay gì. Học dở văn mà hay ấy quá. Ủa? Tôi nguyên danh cho em vừa lòng. Trước tiên, cho tôi hỏi bé Phơ của Khánh Vân đang ở đâu? Lạc rồi bạn ơi. Hình như nó mới chơi xong rồi. Chứ cuộc ẩu đả gì rồi thì nó đã nằm ở ngoài hiện trường rồi. Dòng người vui vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Khánh Vân, bạn có đoán được câu của đội xanh là gì không? Chi Tôn có hội đua bò, Vàm Nao có hội đưa đò sang sông. Đó, đưa đò sang của anh Giang. Bạn đã chính xác, nhưng rất tiếc là đội xanh đã đưa ra đáp án đúng trước tiên.
Chính vì thế, phần thưởng của thử thách mang sung túc về nhà là nguyên liệu nấu bánh tét sẽ thuộc về đội xanh. Yeah. Bánh tét, trời ơi, chiên. Thực ra thì chúng tôi chơi vui thôi chứ không có muốn thắng, mà tại vì mình biết từ ngữ nhiều hơn bên kia. Anh Giang rất là hơn thua. Em bất vọng vậy anh. Nhìn vậy mà không phải vậy. Đúng rồi, em thấy anh Giang sao? Thấy anh ghê quá. Thưa quý vị thân mến, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah. Yêu trước ngày cưới phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ 6, thứ 7 hàng tuần.